Giữa giờ trưa, bóng tối bỗng bao trùm khắp nơi mãi đến tận 3 giờ chiều. Mọi người chìm trong hoảng loạn. Trên xuống dưới, lại cha, trong bàn tay cha con phó thác linh hồn con. Bây giờ viên chỉ huy quân đội, người đã chứng kiến hết mọi sự, liền lớn tiếng xưng nhận ngài. Vinh quang thuộc về Chúa. Quả thật, người này là người công chính.